Thưa quý vị, thưa các bạn, theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại của Việt Nam ngay trong tháng đầu năm 2016 ghi nhận mức xuất siêu lớn nhất trong một năm qua, đạt 765 triệu đô la Mỹ. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2016 này. Có lẽ trong những tháng đầu năm, dệt may là ngành bận rộn nhất với những đơn đặt hàng xuất khẩu. Những đơn hàng này đang được tập kết khẩn trương từng giờ cho kịp cảng xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhiều doanh nghiệp cho biết, năm 2016, đơn hàng dịch chuyển từ phía Trung Quốc sang Việt Nam rất nhiều, thuận lợi cho việc sản xuất và xuất khẩu. Thì hiện tại là các cái đơn hàng thì của chúng tôi không phải trong quý 1 mà gần như đến hết cả cái mùa nóng. Thế ngành dệt may thì nó phân ra là mùa lạnh và mùa nóng. Thế mùa nóng là nó từ tháng quý 1 mà cho đến hết tháng 8. Thì gần như những đơn hàng mà chúng tôi đã xác nhận với khách hàng từ tháng 9 năm 2015, chứ không phải là đến bây giờ mới xác nhận của đơn hàng là quý 1 nữa. Có 4 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ trong những tháng đầu năm 2016, gồm dệt may, giày dép, điện thoại và máy vi tính. Tháng 1 vừa rồi thì chúng ta cũng hơi ngạc nhiên là vì xuất siêu một con số khá lớn. Nhưng tuy nhiên con số xuất siêu là vì sao? Chúng ta xem xét lại vì sao? Là vì kim ngạch xuất khẩu về cơ bản thì nó cũng không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhập khẩu thì giảm rất mạnh. Nhập khẩu tháng 1 vừa rồi giảm mạnh, nhưng về cơ cấu thì có một số mặt hàng thì có tăng lên, tức là so với cùng kỳ năm ngoái, tức là ví dụ như dệt may và giày dép thì tăng, thế nhưng mà điện thoại thì lại giảm và điện tử máy tính thì giảm đấy. Thế nhưng bù lại cho nhau thì là kim ngạch, đấy là những mặt hàng lớn đấy, thì kim ngạch nó không thay đổi. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý trong quá trình nhập khẩu những tháng đầu năm đó là việc nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lại giảm so với cùng kỳ năm trước. Song, theo phân tích của các chuyên gia kinh tế thì đây là những dấu hiệu mang tính tạm thời. Về lâu dài, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này sẽ tăng lên bởi đây là nhóm hàng khuyến khích nhập khẩu. Năm nay là cái năm mà chúng ta có một cái mức của cái thu FDI tháng 1 rất là tích cực. Chúng tôi tin rằng là khi được triển khai thì các cái tỷ lệ nhập khẩu máy móc thiết bị từ các cái dự án FDI sẽ tăng lên, cũng như các hợp đồng mà các doanh nghiệp Việt Nam có được để sản xuất xuất khẩu cũng sẽ tăng lên, và do đó cái tỷ lệ máy móc thiết bị sẽ tiếp tục tăng. Máy móc thiết bị là nằm trong nhóm khuyến khích nhập khẩu bởi vì nó tạo ra cái năng lực sản xuất cho chúng ta, nó tạo ra tiền đề để chúng ta phát triển được sản xuất, đẩy mạnh sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Nhưng tuy nhiên cũng đấy, cho nên là hơi lo ngại, nhưng tuy nhiên đây cũng chỉ nó, tôi cho rằng là mang tính chất thời vụ vì nó chỉ là con số của một tháng, chúng ta cũng chưa thể đưa ra kết luận gì. Về cơ bản thì sẽ nhập khẩu máy móc thiết bị trong cả năm nay nó sẽ tương đối cao đấy. Xuất siêu trở lại thì về hình thức thì là tích cực, nhưng mà bản chất của nền kinh tế của chúng ta là chưa có cái khả năng để có thể tạo được xuất siêu một cách bền vững, là bởi vì là ở đây xuất siêu nó phản ánh là xuất khẩu và nhập khẩu, thì thực ra là cả xuất khẩu và nhập khẩu đầu năm nay 2 tháng là Tết cho nên nó cũng có khó khăn, đặc biệt là cái nhập khẩu nó lại giảm đi cho nên là nó mới tạo nên cái xuất siêu, cho nên ở đây chúng ta nên xem xét nó một thời gian nó dài hơn thì nó tốt hơn. Con số xuất siêu của những tháng đầu năm 2016 là tiền đề cho tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang tiệm cận gần hơn với nền kinh tế thế giới. Các chuyên gia kinh tế cũng dự báo xuất khẩu quý 1 năm 2016 sẽ có nhiều khả quan hơn so với năm ngoái, bởi cùng với tín hiệu xuất siêu thì xuất khẩu gạo và một số mặt hàng nông sản đang có dấu hiệu tích cực. Tất cả những yếu tố này cùng các giải pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu tích cực của chính phủ sẽ góp phần tăng trưởng xuất khẩu trong quý 1 cũng như cả năm 2016.